Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 4 tháng 12 đến 19 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 229 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2021 lên 22.803 ca, ghi nhận tại các địa phương đơn vị sau. Thành phố Rạch Giá ghi nhận 29 ca dương tính mới là trường hợp xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Huyện Châu Thành ghi nhận 40 ca là trường hợp cách ly tại nhà. Huyện An Minh ghi nhận 13 ca là trường hợp phát hiện trong cộng đồng. Thành phố Hà Tiên ghi nhận 19 ca là trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung. Huyện Vĩnh Thuận ghi nhận 9 ca, trong đó 1 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 8 trường hợp cách ly tại nhà. Huyện Hòn Đất ghi nhận 13 ca, trong đó 8 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 5 trường hợp phát hiện ở khu cách ly. Huyện An Biên ghi nhận 12 ca là trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Huyện Dông Riềng ghi nhận 13 ca, trong đó 3 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 10 trường hợp cách ly tại nhà. Các huyện U Minh Thượng ghi nhận 3 ca, huyện Tân Hiệp 2 ca, Gò Quao 3 ca, Kiên Hải 5 ca. Thành phố Phú Quốc ghi nhận 63 ca, trong đó 19 trường hợp xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 44 trường hợp phát hiện trong khu cách ly và cách ly tại nhà. Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi ghi nhận 3 ca, trong đó 1 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc bệnh viện, 2 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung. Ghi nhận 2 trường hợp mắc mới từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về, gồm huyện Vĩnh Thuận và Gò Quao.